Xin chào mọi người nhé, mình là Thủy, nhân viên cửa hàng xe máy Thành Phát Tân Uyên. Hôm nay mình sẽ quay kho báo giá cho mọi người tất cả các dòng xe ở cửa hàng mình. Thời điểm là xe hiện tại là đã giảm mạnh từ 6 đến 7 triệu tùy từng dòng xe. Thì hôm nay mình sẽ báo giá chi tiết cụ thể hơn cho mọi người những cái dòng xe mà bên cửa hàng mình hiện tại đang có mặt ở đây nhé. Thì đầu tiên trước mắt mọi người đây là cái dòng xe phân khúc SH150 phiên bản đặc biệt ABS của bên cửa hàng mình. Đây là màu xám xi măng và màu đen nhám, là một trong những cái màu mới của 2022. Thì hiện tại giá của cái dòng xe này cũng đã được giảm mạnh rồi ạ. Thì đối với cái phiên bản mà màu cái phiên bản màu xám xi măng hiện tại bên cửa hàng mình là giá là 122 triệu, còn đối với phiên bản màu đen mờ thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá là 121 triệu. Giá này đã bao gồm giá VAT mọi người nhé. Mọi người là biển số ở đâu thì có thể nhắn tin qua Zalo giúp mình để mình hỗ trợ tính tiền biển số cho mọi người. Thì đối với cái dòng xe này thì bên cửa hàng mình hỗ trợ mọi người mua góp là mọi người chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 60 đến 70 triệu. Thì tùy về cái khoản góp thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo để mình hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhé. Còn kế bên này là cái dòng xe Click 125 và dòng xe Click 150 bên cửa hàng mình. Thì đối với cái phiên bản Click 125 bên cửa hàng mình vẫn có đầy đủ 3 màu, đấy là màu trắng đen ở đây này, rồi có màu đen bóng và màu đỏ bóng nữa. Thì hiện tại cái Click 125 này bên cửa hàng mình có giá chỉ từ 75 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 20 triệu là có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn đối với cái phiên bản Click 150 thì bên mình có màu trắng đỏ đây và màu đen nhám, ngoài ra còn có cả màu xanh nhám nữa. Thì hiện tại cái giá bên cửa hàng mình đưa ra đối với dòng Click 150 bên mình là 90 triệu. Giá này đã bao gồm thuế VAT rồi mọi người nhé. Còn cái bên này là cái dòng xe Vario 125 mà bên cửa hàng mình đã độ lên sơn 3D. Ở đây thì bên mình lên sơn 3D rất là nhiều. Như mọi người thấy ở đây rất là có rất là nhiều màu sơn 3D. Thì cái phiên bản Vario 125 ở bên cửa hàng mình đối với màu zin hiện tại bên mình là giá 51 triệu, đã bao gồm thuế VAT đầy đủ. Còn đối với cái những cái màu 3D thì mọi người chủ động cộng giúp mình từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy từng màu nhé. Mọi người mua trả góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 5 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua góp rồi. Bên cửa hàng mình có rất nhiều màu 3D và bên mình có nhận độ sơn màu 3D theo cái yêu thích của khách hàng. Nên là mọi người thích màu sơn 3D nào mà thấy bên cửa hàng mình chưa trưng ở đây thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo nhé. Mình có thể gửi hình cho mọi người tham khảo. Và đối với dòng xe Vario 125 thì là một cái dòng xe mà hiện tại nhà máy đã bỏ mẫu rồi. Nhưng mà bên cửa hàng mình hiện tại, như mọi người thấy ở cửa hàng, ở rất nhiều cửa hàng khác đã hết hàng. Nhưng mà bên mình hiện tại vẫn có đầy đủ các màu zin đây mọi người nhé. Thì bên này là màu xanh nhám này, còn ở đây là màu đỏ đen, màu trắng đỏ, màu nâu vàng cát, màu bạc. Thì hiện tại bên cửa hàng mình vẫn có đầy đủ các màu zin và rất là nhiều màu 3D nữa. Thì hiện tại đối với cái phiên bản Vario 150 này, hiện tại bên cửa hàng mình giá đã bao gồm VAT đầy đủ là 73 triệu. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 15 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn đối với cái phiên bản Vario 160 ở bên này thì hiện tại bên cửa hàng mình là có đầy đủ 6 màu zin của nhà máy. Đối với phiên bản ABS thì CBS thì hiện tại cái bên cửa hàng mình có giá đã bao gồm là VAT là 52 triệu. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước góp mình giúp mình từ khoảng 5 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nhé. Và đối với phiên bản Vario 160 thì bên mình cũng có rất là nhiều màu sơn 3D nữa. Thì ở đây có màu xanh ngọc và một số màu ở trưng ở đằng trước. Thì mọi người muốn xem cái màu sơn 3D thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo để mình chụp hình gửi qua cho mọi người. Và bên mình có hỗ trợ sơn màu sơn 3D nữa. Từ 5 đến 7 ngày là mọi người có thể nhận xe rồi. Còn kế bên này là dòng xe, một dòng xe của hãng Yamaha. Đấy là dòng xe Janos. Thì hiện tại đối với cái dòng xe Janos này bên cửa hàng mình giá đã bao gồm thuế VAT đầy đủ. Bên mình hiện tại cái dòng xe Janos này là 33 triệu 500. Thì bên mình có hỗ trợ cái dòng xe này không cần trả trước. Mọi người chỉ cần cầm theo căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân kèm theo bằng lái, chứng minh nhân dân, hộ khẩu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn cái bên này là cái dòng xe mới King. Mới King này thì đây là cái phiên bản bên cửa hàng mình đã độ lên sơn 3D mọi người nhé. Còn đối với cái phiên bản màu zin của dòng xe mới King bên mình hiện tại bây giờ chỉ có giá 47 triệu thôi. Còn màu 3D thì bên mình mọi người chủ động cộng thêm giúp mình 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Còn cái bên này là dòng xe M150. Đây là cái phiên bản Limited. Thì hiện tại đối với phiên bản M150, cái phiên bản Limited thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá chỉ từ 47 triệu. Còn đối với cái phiên bản GC bên mình vẫn có đầy đủ các màu. Thì đối với cái phiên bản GC của M150 thì hiện tại bên mình có giá chỉ từ 46 triệu. Giá này là giá đã bao gồm VAT mọi người nhé. Còn đối với cái phiên bản M155 phiên bản tiêu chuẩn bên mình hiện tại có giá chỉ từ 46 triệu thôi. Còn đối với cái những phiên bản giới hạn 2022 này thì hiện tại bên mình vẫn có đầy đủ các màu. Thì
Đối với phiên bản F150 phiên bản limited thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá chỉ từ 50 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 3 đến 4 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nhá. Đây, đây là một số cái màu bên cửa hàng Lexus Sơn 3D rồi. Còn cái bên này là dòng xe Sonic. Thì đối với dòng xe Sonic này hiện tại bên cửa hàng mình giá dao động chỉ từ là 58 triệu thôi mọi người nhá. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 8 đến 10 triệu thôi. Bên này là dòng dòng Raider. Thì Raider hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ là 51 triệu là đã bao gồm VAT đầy đủ ạ. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 2 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn cái bên này là dòng xe Sachia. Đối với phiên bản Sachia tư nhân màu jean hiện tại bên mình có giá chỉ từ 58 triệu. Còn đây là cái phiên bản màu 3D nên giá nó sẽ cao hơn từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tùy từng màu. Bao xe đi làm. Còn đây là một số những cái dòng xe mà xe số bên cửa hàng mình. Thì đối với cái dòng xe Wayblade này hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ là 23 triệu thôi. Mọi người mua góp thì bên cửa hàng mình hỗ trợ không cần trả trước. Còn đối với dòng xe Seizos này, một trong những cái dòng xe mà khách hàng cũng quan tâm khá là nhiều, thì bên mình giá dao động chỉ từ là 18 đến 22 triệu tùy từng phiên bản, thì bên mình cũng hỗ trợ không cần trả trước. Còn đối với dòng xe Way Alpha thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ 19 triệu thôi. Và bên mình cũng hỗ trợ khách hàng không cần trả trước mọi người nhé. Mọi người chỉ cần cầm theo giấy tờ tới làm hồ sơ từ khoảng 15 đến 20 phút là có thể nhận xe ngay rồi. Còn đối với cái dòng xe Future, hiện tại bên cửa hàng mình đối với dòng xe Future này là có giá dao động chỉ từ là 32 triệu đối với phiên bản bánh căm ạ. Còn phiên bản bánh mâm thì hiện tại giá cao hơn 2 triệu mọi người nhé, là 34 triệu. Bên mình cũng hỗ trợ khách hàng là không cần trả trước. Bên cửa hàng mình hiện tại vẫn có đầy đủ các màu và phiên bản. Ngoài ra cái dòng xe Future mà phiên bản độ mâm đỏ, yên xem cái phiên bản độ quay thái mà cái yên đỏ và bánh căm thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ 35 triệu thôi. Còn bên này là dòng xe Winner. Đối với dòng xe Winner thì hiện tại bên cửa hàng mình có Winner X và Winner V2 và Winner V3 2022. Thì đối với cái phiên bản Winner thì bên mình hiện tại có giá dao động chỉ từ là 35 cho tới 39 triệu tùy từng phiên bản và bên cửa hàng mình cũng hỗ trợ không cần trả trước mọi người nhé. Đây là dòng xe GTR. Thì đối với dòng xe GTR này bên mình hiện tại có giá dao động chỉ từ 53 triệu là giá đã gồm VAT rồi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 7 đến 10 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Kế bên này là dòng xe G15 mà bên cửa hàng mình đã lên sơn 3D rồi. Thì đối với cái phiên bản G15 màu jean, đây là bên mình có giá là chỉ từ 62 triệu là đã bao gồm VAT rồi. Còn đối với những màu 3D như này thì mọi người chỉ cần cộng thêm giúp mình 2 triệu nhé. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng từ 10 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Thì đây, có đây mình có báo giá cho mọi người tất cả các dòng xe ở cửa hàng ấy. Mọi người muốn mình báo giá thêm những dòng xe nào hoặc là muốn xem thêm những màu xe nào thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo, mình sẽ hỗ trợ tư vấn và báo thêm cho mọi người. Mọi người tới cửa hàng, ngoài cái ưu đãi giảm giá bên cửa hàng mình về giá xe ra, ngoài ra mọi người tới cửa hàng báo có liên hệ trước với Thủy thì mình sẽ hỗ trợ giảm cho mọi người 1 triệu tiền xăng xe. Và mọi người có cái muốn mình kiểm tra hồ sơ hay là muốn tham khảo thêm những cái màu xe nào nữa thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo giúp mình nhé. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá cho mọi người.